Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft để bạn ơi. Và kế bên mình xin giới thiệu bạn đó chính là Sammy đáng yêu. Còn những người còn lại không cần quan tâm đâu. Ok, còn thì thôi giỡn nè, để chào nè. Cái bên Sammy thì chính là Camui dễ thương. Cái bên Kairon sẽ là Simmy đáng yêu. Còn cái bên mình các bạn đã đỏ là Kairon xấu trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft. Vậy bây giờ bạn gì? Chơi chơi kỳ trời, gồ với hiệu ta hay á với hiệu mình. Đối với trong lòng Sim Kai lúc nào cũng trai. Vậy luôn hả? Rồi ok bạn ơi. Và ngày hôm nay nè, mấy bạn có thấy sau lưng của mình có gì không? Tên. Mọi người có thấy sau lưng mình có gì không? Mà 100 Sammy đạo. Đúng vậy. Ở đây chúng ta đang có 100 Sammy và 100 Phong Cận mấy bạn ơi. Và ngày hôm nay các bạn đọc tiêu đề, các bạn cũng biết bọn mình sẽ cùng nhau quay video gì đúng không? Hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau gọi là đại chiến, gọi là hero team đánh nhau trong gọi là Minecraft mọi người ạ. Nhưng mà không có phải là bọn mình đánh nhau nha. Làm sao mình có thể đánh Kairon của mình được nếu không nó. Mình sẽ gọi là để cho mấy con gọi là NPC, mấy con làm bằng đất sét nữa bạn. Đó, bọn nó sẽ đánh nhau nha. Đấy. Ghê không? Ghê không? Các bạn thấy mình không nữa, mình không nữa đánh cay nhưng mà sao thì mình quánh nha. Ủa trời ơi. Đúng rồi. Đang Phong với Sam với nhau nè. Ở đâu? Làm gì có chuyện Phong với Sam đánh nhau. Cái này là búp bê Sam và búp bê Phong Cận đánh nhau, hiểu không? Chứ không phải em đánh Sam nha. Ok. Và ngày hôm nay nè bạn ơi, chúng ta sẽ gọi là có lực chơi này, bọn mình sẽ chia thành hai đội và sau đó mỗi đội sẽ cùng chọn coi bên nào sẽ là bên giành chiến thắng. Và nếu như mọi người chọn đúng bên nào bên giành chiến thắng sẽ được một điểm. Thì trong đây hiện tại là đang có mình với Kairon nè. Còn hội cho em thì có Camui, Sammy với lại Simmy, thì chắc là mình với Kai một đội. Kai ơi. Kai ơi. Được luôn bạn ơi, được luôn. Ok, được rồi. Tôi là tôi chấp đội lên kia ba người luôn á. Ok, rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào video nha các bạn nha. Và bây giờ mấy bạn hãy cùng đón thử xem coi liệu rằng là Phong Cận và Sammy ai sẽ là người giành chiến thắng nha các bạn nha. Gì cười cái vậy? Tại vì ở ngoài đời Sammy hay đánh em lắm, cho nên hôm nay vô được đánh Sam trong game cho nên em mừng quá. Ok, rồi, vô nào. Thì trận đấu đầu tiên của chúng ta là sẽ là trận đấu giữa 100 Phong Cận và 100 Sammy. Ok, rồi thì bây giờ cả hai bên chọn đi. Bên nào sẽ bên giành chiến thắng? Tất nhiên là mình sẽ chọn bên Phong Cận rồi. Tất nhiên bên Phong Cận rồi. Rồi, ok. Bên hội chị em. Bên hội chị em chọn bên Sammy đúng không? Rồi ok, được. Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu mở cửa cho gọi là bọn nó đánh nhau nha. À quên nữa, mấy bạn đang xem video thì bạn hãy có nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết rằng là mấy bạn nghĩ coi đội nào sẽ đội chiến thắng nha. Đây là trận 1 nè, mấy bạn hãy comment là mấy bạn hãy comment là trận 1 đội nào chiến thắng, hãy comment xuống bên dưới nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mở cổng cho Sammy và Phong Cận. Chuẩn bị, mọi người sẵn sàng chưa? Rồi ok, 3, 2, 1 bắt đầu. Ôi đánh nhau kìa. Cái gì mà đánh dữ vậy? Trời ơi mấy bạn ơi, tôi nhìn tôi đã mắt với bạn ơi. Phong Cận đang đánh Sam trong game mày ạ. Tôi đánh mà tôi nhảy lên như con khỉ luôn kìa, ông thấy chưa? Cay, ông có để ý rằng là Phong Cận đang nhiều hơn không? Hình như tôi thấy Phong Cận đang nhiều hơn hay sao Cay ơi? Hình như bọn mình thắng rồi. Mình thấy là ôi gọi sao vậy? Mình định bảo là Phong Cận nhiều hơn thì mình mới thấy là Sammy mới tiêu diệt Phong Cận. Không có đâu, ông nhìn nè, Phong Cận nhiều hơn nè. Kiểu này bọn mình thắng rồi. Không, nếu em nhìn từ góc bên này thì em sẽ thấy Sam nhiều hơn này. Nhưng mà nếu em nhìn góc bên này nhiều hơn các bạn ơi. Thôi cứ từ từ. Cứ để một tí xem coi ai thắng mất liền. Cái gì cây vậy? Ủa gì cây vậy? Gì cây vậy? Ủa? No. Chiếc vương miện cho Sammy. Trời ơi mấy bạn ơi. Ở ngoài đời Sammy là nóc nhà. Vô trong game Sammy cũng là nóc nhà luôn các bạn ơi. Mình thua rồi. Trời ơi là trời. Vậy là coi như hội chị em đã được một điểm. Mình sẽ gọi là bỏ điểm cho hội chị em nè. Trời ơi, tức quá. Đây Sim Sam. Đáng lẽ video này là có Rô nha các bạn nha. Mình có để blog của Rô nhưng mà Rô hôm nay không có vô được. Rô đi toilet rồi. Cho mình đặt đi. Ok rồi.
Ai, tức quá. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với trận đấu giữa mèo Simmy và Chiron. Trời ơi, tức quá mấy bạn ơi. Vậy là coi như là mình đã thua ở trận 1 rồi. Mình thật là cay cú quá đi. Vậy mà vẫn thua xa mấy bạn ơi. Từ ngoài đề cho đến trong game mình Sam đánh bầm dập luôn á. Ok bạn ơi, được rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với trận tiếp theo. Sẽ là trận đấu giữa Chiron đẹp trai và Simmy xấu gái. Ok. Simmy xinh gái được chưa? Trời khổ quá. Rồi, ở đây nè bạn. Chúng ta đang có 100 Simmy và ở bên này là 100 Chiron. Ôi nhìn hùng hậu quá nha. Ôi trời ơi Chiron ơi, bạn yên tâm đi, tôi nói bạn nghe nè Chiron. Siêu nhân đỏ lúc nào cũng là siêu nhân được mọi người thích nhất và mọi người gọi là sẽ ủng hộ nhiều nhất đúng không? Tự tin chứ sao không? Chuẩn bị nhân vương mới cho Sim đây. Được rồi. Nhìn nè, bác Phong Phong nhìn nè, Chiron là đỏ, Simmy là xanh, có nghĩa Chiron là lửa, Simmy là nước. Mình chụp lửa. Trời ơi. Vậy luôn hả? Ghê vậy luôn hả? Được rồi. Mấy bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết trận 2 sẽ là ai sẽ là người giành chiến thắng nha. Mấy bạn hãy xem để biết nha. Ok. Nhưng mà mình nghĩ rằng trận này Chiron sẽ thắng bạn ơi. Nhưng mà khoan, từ từ, tôi thấy có gì đó hơi sai sai mọi người ơi. Nếu như mà Chiron thắng á thì mọi người sẽ bảo là trời ơi anh Chiron con trai mà ăn hiếp con gái. Còn nếu như mà Simmy thắng thì mọi người sẽ nói là trời ơi Chiron con trai mà thua con gái. Cái cũng vậy quá. Phần con trai 12 vết nước. Thôi không nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với trận đấu giữa Simmy và Chiron. Ôi giời, đánh nhau căng thẳng quá nè. Mọi người theo tình hình chiến sự như này thì tôi nghĩ là Chiron sẽ thắng. Chiron thắng đi. Hình như tôi để ý là Chiron nhiều hơn hay sao, hay hay là do Simmy bị đánh thành màu đỏ cho nên nhìn thấy Chiron nhiều hơn ta. Đúng rồi. Simmy bị đánh thành màu đỏ. Oh no. Hình như là mình thấy không ổn lắm bạn ơi. Mình thấy cái gì đó không ổn lắm Kai ơi. Hình như là Kai ít hơn rồi hay sao á. Không, bên này còn nhiều, không sao. Cố lên. Cố lên Chiron ơi. Oh no. Simmy ơi. Tại sao Chiron còn ít quá vậy? Mình thấy không ổn lắm. Mình cũng thấy không ổn lắm, sao kỳ quá, sao giờ Chiron ít quá vậy? Ủa gì kỳ vậy? Simmy còn đúng 5 con thôi. Trời là trời. Vậy mà vẫn thua Chiron. Chiron số 1 nha. Tại sao ông vô dụng quá hả Chiron? Có đánh nhau con gái mà nó cũng không thắng nữa. Vô dụng. Ông bạn ơi, từ từ nha. Bây giờ ở đây là 1, 2, 3, 4, 5 thì còn 5 Simmy. Nhưng mà nãy mình nhớ là bạn đánh còn dư nhiều Sammy lắm. Ủa trời ơi. Thôi không nói nhiều. Nói chung thua. Đừng nói nhiều. Đừng lý luận. Mệt quá. Rồi. Dễ sợ chưa. Sim Sam mui được thêm điểm rồi. Thôi được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa ông chùm BBB của Hero Team, Siro Official và Mimi. Lần này thì mình nghĩ rằng Siro sẽ giành chiến thắng bạn ơi. Tại vì Siro biết sao không? Siro là ông chùm BBB mà. Cố lên nha Siro. Cố lên. Ủa cái gì đây Siro? Ok bạn ơi, tôi vui quá. Rô ơi, Rô biết gì không? Rô lại đây. Rô lại đây. Rô lại em ngói Rô ghé rồi. Simmy với lại Sammy mới nào nó đẹp không anh? Bắt đẹp em. Buồn quá. Hai cái người là bạn gái của gọi là mấy đứa em của tôi. Hai cái người là được quyền là bắt nạt em tôi nha. Tôi đội gấu của anh ta lên đánh treo đầu hai người đó. Sam thắng nên mới có vương miệng rồi đó anh. Thôi được rồi, không sao. Trận tiếp theo là trận giữa Siro và Mimi. Rô à, anh hãy lấy lại danh dự cho em. Bây giờ mình không khóc nữa bạn ơi, mà mình chuyển qua mình cười rồi. Bởi vì lần này đã có ông chùm BBB của Hero Team Siro Official vào đây để gọi là cùng bọn mình chiến đấu. Rồi, thầy nãy giờ, từ nãy giờ bọn em bị ăn hiếp nhiều quá. Giờ Rô phải lấy lại danh dự cho bọn em, hiểu không? Anh sẽ trả thù cho Kai với Phong. Anh sẽ tiên phong trong đội quân ai đánh nè. Ok. Không được đánh tung. Anh phải để cho bọn nó đánh cơ. Rồi ok bây giờ. Đúng rồi. Trận đấu giữa 100
Zero và 100 Mimi. Mấy bạn hãy comment xuống bên dưới trận này ai sẽ là người giành chiến thắng nha. Thôi chị phải thắng. Tôi phải thắng. Rồi ok. Chuẩn bị nè. Vô. 3 2 1 bắt đầu. Trời ơi. Cái gì? Quá dễ thôi. Hồng đen, Blackpink, tèo 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 tèo. Ê không ơi, trời ơi, nói màu hồng nhiều hơn màu đen rồi không? Em cũng không biết nữa nhưng mà sao em thấy màu hồng nhiều quá ta? Gì kỳ vậy? Ủa gì kỳ vậy? Mày nói là gì thôi, anh nhẹ không sao màu hồng nhiều vậy? Cố lên, Siro ơi, cố lên. Con trai không biết nào thua con gái được. Ủa từ từ, tôi nói gì hết đó. Ui, sao nhiều hơn rồi nè. Ui, sao nhiều hơn rồi nè. Xong rồi. Ủa khoan, sao bây giờ me me là nhiều hơn vậy? Ôi, hay quá. Hay quá rồi. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Yeah, trời ơi các bạn ơi, Siro thắng rồi. Yeah. Anh em chúng ta thêm một viên kim cương vào nào. Trời ơi, hay quá. Hay quá. Hỏi anh em thắng, hỏi anh em thắng. Một giải hoa để chia buồn với Mimi. Đấy bạn thấy. Một giải hoa để chia buồn cùng Mimi các bạn ơi. Được rồi, vậy là trận này Siro đã là người giành chiến thắng. Trời ơi, tôi tự hào về người anh của tôi quá mấy bạn ơi. Cứ bạn, cứ bạn. Thôi chị em à, 30 chưa phải là Tết. Mấy bạn đừng tưởng mấy bạn thắng được hoài, hiểu không? Được rồi, bây giờ sẽ là trận đấu căng nhất từ trước đến nay. Trận đấu giữa hai người lớn tuổi nhất Hero Team. Đó chính là rồi em sẽ không nói lớn tuổi, em xin lỗi. Được rồi, giữa hai người gọi là người chị và người anh trong Hero Team đó chính là Mr. Bịch và Kamui. Let's go. Trời ơi, tôi lại cười tiếp mấy bạn ơi. Bởi vì là Siro thắng rồi, tôi vui quá. Bây giờ sẽ là em trận ơi đấu giữa Mr. Dịch và Kamui. 100 Mr. Dịch, yeah. 100 Kamui. Trận này nha mấy bạn ơi, mấy bạn. Trận này á, mà Kamui mà thắng Mr. Dịch đó ha, tôi sẽ nói cho Dịch biết để Dịch đuổi Kamui ra khỏi team luôn. Đúng ok. Đúng rồi, Kamui sẽ bị vui nha. Mr. Dịch làm sao quấn lại Kamui được. Ok để rồi ok coi, bạn ơi. Để rồi coi. Coi. Được, bây giờ bọn mình lấy hoa màu vàng ra để bọn mình ủng hộ Dịch nào mọi người. Đây có hoa hồng nè, bắn hướng dương. Hoa cúc đã thử ra không? Sương rồng của mẹ mắt. Sương rồng, sương rồng thắng. Tôi cầm hai bông hoa của Dịch để tôi đứng tôi nhảy, tôi ủng hộ Dịch nè. Rồi ok. Dịch ơi, hãy đem lại niềm danh dự cho hội anh em nha Dịch. Rồi ok, trận đấu giữa Mr. Dịch và Kamui. Mấy bạn hãy comment xuống bên dưới coi ai sẽ là người giành chiến thắng nha. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, bắt đầu vô luôn nha mọi người. Ai làm gì vậy? Hợp lý. Được. Lấy bộ đồ ra coi. Rồi. Đúng rồi, lấy cái bộ đồ ra ủng hộ Dịch anh em ơi. Đặt bộ đồ màu vàng vô, ủng hộ Dịch. Rồi. Bộ đồ màu vàng. Ủng hộ luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Ủng hộ Dịch. Rồi ok, chuẩn bị nha. Thì ra là anh em thích mặc váy. 3 2 1 bắt đầu. Cố lên. Hey. Cố lên, Nguyễn Phan Tây Môn. Ôi trời ơi. Em không biết là ai thắng ai đâu, bởi vì một nó cũng nhiều, một cam cũng nhiều quá. Cái màu này khó phân biệt ghê luôn á. Mọi người khó cho nó, mọi người không phân biệt đâu. Không biết, không phân biệt. Màu hai ngày tư quá. Không màng nhiều vậy. Sao tôi thấy Mr. Dịch nhiều hơn nè. Mr. Dịch nhiều hơn nè. Hay quá vậy đó. Hay quá vậy ơi. Ôi Dịch mạnh quá. Sức mạnh của trưởng team. Sức mạnh của trưởng team. Ôi no. Ôi nhiều quá trời luôn kìa. Ôi hay quá Dịch ơi. Oh my god. Mọi người ơi, cái số lượng này còn đông hơn cả Sam lúc đầu nữa. Trời ơi mấy bạn ơi, bạn nhìn đội quân của Dịch chỉ gọi là chết có mấy con thôi, còn lại còn đều còn sống hết. Chủ xịn quá. Đúng là trưởng team có khác. Tặng bông cho Dịch. Tặng bông cho Dịch nè. Trời ơi hay quá Dịch ơi. Trời ơi tự hào quá. Rồi anh em chúng ta được thêm một điểm nữa. Vậy là hòa Kai ơi. Trời ơi anh em mình có hy vọng rồi Kai ơi. Hòa rồi. Yeah. Rồi ok. Và bây giờ sẽ cùng nhau đến với trận đấu cuối cùng. Cũng là một trận đấu căng nhất. Tất cả các thành viên của Hero Team sẽ đánh nhau và để xem ai sẽ là người sống sót cuối cùng. Ôi chị ơi, chốt đơn luôn chị ơi, chốt từ đơn. Từ nãy giờ đơn là chúng ta đánh quá nhiều rồi, cho nên trận này sẽ là trận tất cả mọi người đều đánh nhau hết. Rồi ok. Trận tiếp theo bắt
đầu. Rồi bạn ơi, bạn nhìn nè, Camu cầm kiếm, Camu chém dịch cơ bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái người này thua. Thua xong cây kìa, thua xong cây kìa. Thôi xong cây. Con vừa rồi bất tử nha, con vừa rồi bất tử nha. Bất tử gì? Bất tử gì? Không biết, em không có làm nha. Em không có đụng vô nha. Thôi mời tôi bắt đầu tiếp trận tiếp theo nè. Tên và bây giờ sẽ là cái gì vậy đó? Cái gì đó? Anh nhéo nhéo như vậy để bên kia thấy được gọi là cái bá đạo của chúng ta, bên kia không chơi. Đúng rồi. Vậy là một mình là tay to đúng không anh? Cái tay mình phải to vậy đúng không anh? To lên em nè, to lên. Thôi không cần, không cần. Để em chỉnh, em chỉnh cho skin em cái tay nó to lên. Đây. Trời ơi. Rồi đó. Cái tay mình to lên các bạn ơi, tay to nè. Đó. Phong ơi, đây là biến dị rồi Phong, không phải là bình thường đúng không ơi? À, tay to nè. Rồi ok. Và bây giờ sẽ là trận đấu căng thẳng nhất từ đầu đến giờ, đó chính là trận đấu giữa tất cả hội anh em và tất cả hội chị em. Cũng một ai đợi. Thấy gì sai sai nha. Sao Phong cận bên này bị đánh gãy chân rồi? Ủa gì kìa? Ê! Ôi, Phong Cận bên này gãy chân rồi. À, trời ơi bạn ơi, trận trước Sammy đánh mạnh tay quá, Phong Cận của mình bị gãy hết chân rồi các bạn. Bạn nhìn nè, đội quân của mình gãy chân hết rồi. Nó chạy. Thôi không sao, không sao. Kệ, kệ đi mấy đứa, cố gắng lên nha mọi người. Bây giờ mấy đứa mà thắng anh sẽ đãi mấy đứa một chầu KFC, ok. Rồi, bây giờ sẽ là trận đấu của Hero Team mọi người nha. Và bây giờ mọi người hãy comment xuống bên dưới xem coi hội anh em hay là hội chị em, ai sẽ là người giành chiến thắng nha. Còn bây giờ thì chúng ta chuẩn bị. Mọi người sẵn sàng chưa? Chuẩn bị sao? Ok được. Chị em chuẩn bị bắt đầu. Cố lên hỏi anh em. Thôi anh em phải chiến thắng nha. Trời ơi, căng đi. Căng thẳng quá. Bây giờ tôi không phân biệt được bên nào nhiều hơn bên nào luôn bạn ơi. Ủa sao bên này ngồi tâm sự nhau vậy? Oh my god, đông quá, đánh nhau căng thẳng quá. Oh my god, bạn nhìn nè. Lần đầu tiên Hero Team đánh nhau nhiều như vậy. Em nhiều lắm luôn đó mọi người. Sao hỏi anh em nhiều hơn nè. Tôi thấy hỏi anh em nhiều hơn nè. Tôi thấy hỏi anh em nhiều hơn. Trời ơi, nhìn hỏi chị em nằm xỉu hết nè bạn ơi. Hồi sinh cho nên là không tính. Bây giờ chúng ta bắt đầu lại nha các bạn nha. Rồi, ok. Chuẩn bị nè. Mọi người sẵn sàng nha. 3, 2, 1. Bắt đầu. Tôi quên chỉnh cho bọn nó quýnh nhau rồi. Thôi bắt đầu lại nha mọi người. Thôi trời ơi bạn ơi, từ nãy giờ lỗi hoài, lỗi hai trận luôn á. Bây giờ bắt đầu lại nha các bạn, xin lỗi các bạn nha. Ok, lần này là chắc chắn là được rồi nè. Bây giờ sẽ bắt chắc cú rồi. Ok, bây giờ bắt đầu luôn nha, chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Cố lên. Ơi, Simmy à, bớt la hét đi, bởi vì hội chị em sắp thua rồi, không cần phải la hét gì đâu. Đây giờ mình thấy công bằng này, đánh lâu hay lâu luôn. Công bằng ơi. Tôi vẫn có niềm tin rằng là hội anh em sẽ thắng nha. Cố lên hội anh em. Anh em hình như tôi thấy hội chị em nhiều hơn sao luôn đó. Em cũng thấy vậy á chị. Ủa? Hình như có gì đó sai sai. Yên tâm, anh em win. Anh em mãi đỉnh đúng không? Anh em mãi đỉnh. Ơi, anh em mãi đỉnh. Cố lên anh em ơi. Hay quá. Cố lên hỏi anh em, hay quá. Còn một mình cá vui. Yeah, lần này hỏi anh em đã giành được chiến thắng. Yeah. Ủa, tôi không ơi, sao hỏi anh biết gì vậy? Sao
sao mà Siro thì hẹp xẹp lại, còn Caron thì bị đẹp lấy một cái. Yeah, mấy bạn ơi, vậy là hỏi anh em bọn tôi đã giành chiến thắng rồi. Hỏi cho em cởi vương miện ra, cởi vương miện ra. Hỏi anh em đeo vương miện kim cương lên nè. Trời ơi, tức quá. Đây, vương miện kim cương của hỏi anh em. Hay lắm, hay lắm. Trời ơi, anh tự hào về mấy đứa, anh tự hào về mấy đứa, anh yêu mấy mứa quá. Ngon 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 ngon. À, ca mui lắm rồi là đánh bằng đó hả? Em chỉnh cho ca mui về game mất không cho nó quýnh lại ca mui nè. Đó. Trời ơi. À, Simi à. Simi à. Simi à. Simi dám đánh bằng nó à? Được. Simi đánh bằng nó à? Tôi để cho đánh Sim luôn nè. Sim đánh bằng nó à? Trời ơi, đang đuổi Sim đánh kìa bạn ơi. Đó. Ok bạn ơi, vậy là nếu như bạn nào comment xuống bên dưới là hỏi anh em thắng thì chúc mừng các bạn. Mấy bạn đã là người đúng, mấy bạn đã giành được chiến thắng rồi đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, yêu mọi người. Ok. Yeah. Yeah yeah yeah, lần này hỏi anh em mình đã lấy được danh dự, danh dự của hỏi anh em mình rồi bạn ơi. Từ trước giờ bọn mình chơi game với hội chơi bọn mình thua nhiều quá, cuối cùng cũng thắng rồi, mừng quá. Ok, được rồi, còn bây giờ thì mình nghĩ video đến đây cũng đã rất là dài, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Ơi mọi người có thể tập trung lại đây chào mọi người với tôi được không? Yeah, yeah, yeah. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye bye. Hỏi anh em, hỏi anh em, hỏi anh em mãi định. Hello team, hello team.